Và đây là món Little Italy. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Chicken Channel. Mình là Jack, lâu lắm rồi mới gặp lại các bạn luôn á. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món cocktail mang tên là Little Italy. Thì món này được tạo ra bởi Andre Saunders vào năm 2005 tại quán bar rất là nổi tiếng ở New York của bà mang tên là Bagel Club. Và món này bà tạo ra để dành cho khu Little Italy. Nó nằm ráp danh với lại quán bar Bagel Club của bà. Và trong món này thì bà sử dụng những cái nguyên liệu được là đặc trưng của nước Mỹ và Italy. Ok, mình sẽ bắt đầu pha thôi. Nhớ nhấn like, share và subscribe nha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ ướp ly và ướp mixing glass nha, vì đây là một món khuấy. Rồi, phải nói là rất là lâu lắm rồi mới gặp lại các bạn. Rồi, mình sẽ khuấy nhẹ lên nha, để cho cái ly mixing glass này nó lạnh xíu. Rồi, đổ ra. Sau đó thì mình sẽ lần lượt cho các nguyên liệu vô. Đầu tiên, thành phần đầu tiên nó sẽ là rye whiskey. Đối với những bạn nào chưa biết thì rye whiskey là một cái dòng nhỏ trong American whiskey. American whiskey thì nó sẽ có hai dòng chính là bourbon và Tennessee whiskey. Và những nhà sản xuất bourbon và Tennessee, người ta sản xuất thêm rye whiskey nữa với thành phần là hơn 51% thành phần là rye, là lúa mạch đen. Thì nó sẽ, cái mùi của rye thì nó sẽ hơi khác với lại bourbon với lại Tennessee một xíu. Nó hơi có một cái xíu cái mùi của hơi xíu cái mùi chua tiêu một xíu. Rồi, mình sẽ cho vào đây là 60ml của rye whiskey nha. Này mình xài của White Turkey, các bạn có thể xài của Bulliet cũng được. Rồi, tiếp theo là một cái thành phần đó có thể gọi là khá là lạ. Chai này gọi là China, và nó là một cái gọi là Amaro. Thì Amaro, không biết là các bạn có biết gọi là aperitif chưa ta? Aperitif là Campari Apero nè. Thường aperitif là nó nói về những cái loại thức uống được sử dụng trước bữa ăn. Còn Amaro này á, thì thực ra cái vị của Amaro nó cũng sẽ đắng như vậy. Cái loại mà Amaro thì cái vị của nó cũng sẽ đắng và nó cũng sẽ ngọt. Nhưng mà nó thông thường thì người ta sẽ sử dụng Amaro sau bữa ăn, thì nó sẽ gọi là một món digestive. Và đây là China. Thì China được làm từ 13 thành phần. Trong đó một cái thành phần chủ yếu nhất đó là thành phần của gọi là hoa atiso ha. Rồi, mình sẽ cho vào đây là 15ml. Đối với món này thì mình cảm giác giống như là được xây dựng trên nó tương tự như là Negroni vậy bạn. Thì Negroni nó là sự cân bằng, được xây dựng trên sự cân bằng giữa đắng và ngọt. Đắng của Campari và ngọt của Squid Mousse. Thì cái này cũng tương tự như vậy luôn. Mình sẽ có đắng của China và ngọt của Squid Mousse. Nhưng mà nó sẽ không là equal part. Tức là ở trong Negroni nó sẽ là 30-30-30 đúng không? Còn ở trong món này thì China nó sẽ là 15ml và Squid Mousse nó sẽ là 22.5ml. Rồi, nếm nó lên thử nha. Giòn. Món này sẽ thích hợp cho những bạn nào mà thích của Negroni. Những cái món cân bằng giữa đắng ngọt của Negroni. Rồi, cho đá vô và khuấy lên nha. Rồi, khuấy tới khi nào mảnh động xương trên này nè là mình dừng nha. Dạ, ngon. Rồi, mình sẽ đổ đá trong ly ra và mình sẽ rót vào ly cái cocktail. Hôm nay mình xài ly Nicanora. Và sau đó thì mình sẽ trang trí với lại một trái cherry. Rồi, mình để nguyên lại miệng ly nha. Trời. Và đây là món Little Italy.
Ok, bây giờ mình sẽ uống thử nó nha. Đầu tiên cái mùi của rye whiskey rất là nồng nồng lên, nhưng mà theo sau đó là nó được China và sweet vermouth nó kết hợp với nhau và nó làm cho cái rượu nó đấy là làm cho cái món cocktail nó dịu hơn. Nhưng mà đối với mình đó thì tại vì khi mà mình hướng dẫn với bạn thì chắc chắn là mình phải hướng dẫn một cái công thức mà nó kiểu original nhất. Và mình cảm thấy là cái này thì nó sẽ hơi nồng một xíu, kiểu có thể là mình expect là mình uống Negroni quen rồi và mình thích Negroni cho nên là mình expect nó một cái gì đó nó soft hơn, tại vì Negroni nó xài 30 sweet và muối, 30 gin và 30 Campari thì nó kiểu rất là cân bằng một cách perfect luôn á. Còn cái này thì nó sẽ hơi nồng nồng độ cồn lên một xíu, tuy nhiên là nó vẫn giữ được cái mùi vị, mình vẫn sẽ nhìn rõ ra được những cái mùi vị của mỗi cái thành phần. Đầu tiên các bạn sẽ cảm nhận được cái mùi của whisky, cái mùi của rye whisky rất là rõ. Sau đó là theo rồi theo sau sau đó là các bạn sẽ thấy được cái mùi của thảo mộc, của vermouth và China nó hòa quyện với lại nhau. Cái mùi của China rất là rõ luôn nha và nó không bị kiểu nó không bị lẫn vào đâu được luôn á. Thì xứng đáng là một cái ly cocktail có thể ngồi nhâm nhi, suy nghĩ chill, nó hợp với cả cái một cái tâm trạng mà nó kiểu tư gọi là suy tư hơn là nó đối với cocktail á, thì nó sẽ có những cái món mà kiểu mình thích hợp để ngồi suy tư và có những cái món mà kiểu mình uống vào là mình sẽ cảm thấy nó vui lên, thì đây là một cái món mà để ngồi suy tư một mình trong một góc ngồi quan sát mọi người. Và đó là món cocktail của ngày hôm nay. Hello Italy, oh little Italy. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi đến tận bây giờ. Nhớ nhấn like, share và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi cái chuỗi video mình đang làm nha. Theo dõi và đốc thúc mình để hoàn thành 365 món cocktail. Những bạn nào muốn mua rượu thì có thể nhấn vào link ở dưới phần description. Mình cũng có xin được một cái deal, các bạn có thể mua dụng cụ pha chế được giảm 10% khi mà các bạn đọc pass là check-in chair or check-in bartender, 10%. Mình sẽ để ở dưới phần description luôn nha. Để cho các bạn có thể giảm được tiền khi mà các bạn mua mấy cái dụng cụ pha chế, tại biết là mấy cái dụng cụ pha chế rất là mắc tiền. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.